Xin chào bạn, đây là ba màu của đôi giày Xiaomi Mizia Mi Sport Sneaker 4 nha. Và đây là số điện thoại của mình. Ba đôi giày này thì các bạn có thể thấy nó lớn nhỏ khác nhau tại vì nó là ba size giày khác nhau luôn. Để chút mình so sánh cho các bạn xem về độ fit chân của nó. Chút mình sẽ nói về vấn đề đó sau. Bây giờ mình sẽ lấy ra mỗi cái một chiếc thôi cho nó đỡ chật cái video ở đây. Đây là ba màu của nó đây. Đôi sneaker 4 này á thì nó sẽ có 3 màu và chỉ dành cho nam thôi nhá, không dành cho nữ. Xiaomi gần đây thì mình không biết như thế nào nhưng mà nó ra nhiều dòng giày mới á thì nó ít khi dành cho nữ như lúc trước nữa. Lúc trước thì mấy đôi giày thì nó sẽ có cho nam cho nữ. Và bây giờ thì mình thấy nó kiểu như trọng nam khinh nữ vậy đó. Rất có thể là nữ ít mang giày Xiaomi nên nó không thiết kế cho nữ. Và đây mình sẽ trên tay cho các bạn xem đôi màu đen trước nhé. Đây, đôi sneaker 4 này thì nó sẽ có một phần lớp bút ở đây nhé. Lớp bút của Xiaomi, chứ không phải của Adidas đâu. Nhưng mà bút của nó thì cũng rất là mềm. Đây, mình sẽ nhấn vô cho các bạn xem, mềm. Nhưng mà mình thấy là nó không mềm bằng đôi Yubin Riti. Mình sẽ để hình đây cho các bạn xem. Đôi đó thì rất là mềm luôn. Hoặc là đôi Xiaomi Blau 2.0. Mình sẽ để cũng sẽ để hình cho các bạn xem ở đây luôn. Boot của con này thì nó hơi cứng so với hai con kia. Và boot của nó cũng có thể soi được bằng đèn pin ha, hoặc là đèn LED của điện thoại. Nhưng mà soi thì nó sẽ không lên được đều. Mình nghĩ có thể là đây là boot kém hơn so với hai con kia. Vì thứ nhất á, boot nhìn không được đẹp và cứng hơn, soi đèn cũng không được, không có soi đèn như được hai con kia. Hai đôi kia thì soi đèn giống y như giày của Adidas, còn đôi Nico 4 này thì soi đèn không được tốt cho lắm. Nhưng bù lại thì thiết kế con này thì rất là đẹp. Đây cho các bạn xem. Này là màu mới của Xiaomi. Các đôi giày của Xiaomi thì đây là màu đầu tiên của Xiaomi, màu mới của Xiaomi luôn đó. Màu gọi là màu ở trên đây là màu xanh da trời. Ở đây thì màu xanh nó sẽ đậm hơn một chút. Và màu ở đây thì nó sẽ lại gọi là sao ta? Màu ở đây nó lại nằm chính giữa của cái màu xanh này và màu này. Nói chung là màu này nè, đậm hơn màu này một chút nhưng mà nhạt hơn màu này một chút. Và cái phần đế giữa này thì nó sẽ là màu xanh đen nhá, rất là dày và cứng. Đế giữa này thì nhìn giống như con Xiaomi Blau 2 hồi nãy mình có để hình á, y chang luôn. Đôi sneaker 4 này thì thật ra mình nói thật là kiểu như là Xiaomi cản ý tưởng rồi hay gì á, mà nó lại lắp ghép của các dòng trước của Xiaomi ghép vô đôi này. Như cái đế giữa thì giống Lao 2 nè, nguyên phần upper và dây dài á thì lại giống đôi Yubin Riti nãy mình cũng để hình cho bạn xem rồi. Và cái giống nhất á là đây cho các bạn xem ở đây nè, lớp vải nè, đôi màu đen nhìn mới dễ nhất thì nó sẽ có mấy cái hình trái tim nhỏ nhỏ ở đây, không biết các bạn có thể thấy được không, thì giống y chang như đôi Yubin Riti luôn. À, hồi nãy mình quên nói là dây của nó có phản quang. Và phần logo của Mizia của nó cũng phản quang luôn nhé. Rồi, tiếp đến là đôi màu xám đi. Đôi màu này thì nó trung tính nhất. Ở phần đế dưới của nó thì nó sẽ có một cái mũi tên nhìn rất là đẹp như thế này. Và cũng cứng luôn. Ở dưới thì sẽ lộ một lớp bút ra cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là ở phần này nó sẽ khoét cong vô một chút như thế này. Cong vô rất là nhiều luôn chứ không phải là một chút nữa nha. Cong vô một khúc luôn á. Nếu các bạn nhìn từ trên dưới là các bạn không thể thấy được cái đế dưới nó nằm ở đâu. Đó, mình để nguyên vậy thì các bạn thấy. Nhược điểm của cái này thì chút nữa mình sẽ nói sau về vấn đề này nha. Đôi Nikko 4 này thì giống y như mấy đôi của Xiaomi mấy lần trước thì nó sẽ sợi dây này cũng chỉ để làm màu mà thôi. Thật ra dây này không quan trọng tại vì cổ của nó là cổ chun. Đây,
không cần thắt dây cũng được. Và phần cái đầu móc dài đằng sau á, thì khúc này thì mình lúc đầu mình cứ nghĩ nó bị lỗi, ai ngờ đó là một cái thiết kế của Xiaomi, nó gấp khúc như thế này đó, logo của Mizuya, nhưng mà Xiaomi nó đổi tên Mizuya thành Xiaomi Mark Lite rồi, không còn Xiaomi Mizuya nữa, nó đã mua nguyên thương hiệu của Mizuya luôn rồi đó, cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa các màu của nó ha. Đây mình thấy màu xanh này khá là đẹp. Các bạn trẻ thì hoặc là tuổi teen thì mang đồ này cực kỳ đẹp luôn, lên chân phối đồ đẹp. Đồ màu đen á, thì mặc đồ gì cũng được, hoặc đồ màu xám mặc đồ gì cũng được, không có bị kén đồ. Đôi Nikko 4 này á, thì mình vừa xem ở trên web của Xiaomi á, thì nó có nói là nó có cái hợp chất kháng khuẩn Myroban để giảm mùi hôi. Đây hợp chất này nó sẽ nằm ở trong phần dưới lót dài nha. Mình cũng chưa biết cái hợp chất đó hợp chất gì nữa. Rồi đôi giày này thì giống y như là đôi Nikko 2 lúc trước, hay là một trong hai đôi giày sẽ giặt được bằng máy giặt. Nhưng mà mình không biết là cái đế giữa này nè, nó rất là cứng như thế này thì giặt có vấn đề gì không, nhưng mà Xiaomi nói thì nó sẽ giặt được nha. Đôi này thì các bạn có thể ăn gian chiều cao. Đây nó sẽ tới nằm ở ngay khúc này, là chắc khoảng được 4 cm, quá 4-5 cm. Vì đôi này như mình nói nó có thiết kế giống như con ở phần dưới đây, nó thiết kế giống con Lao 2.0 mình đã làm video rồi á, thì đôi này cực kỳ khó mang đối với mấy người mà chân bè như mình. Mình thì chân rất là bè, hoặc là các bạn có thể xem cái video của con Lao 2.0, mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn xem, cực kỳ khó mang luôn. Bây giờ mình sẽ mang thử cho các bạn xem. Để xem coi, mình đôi này đôi size 4 mấy đây, 41, đây, 43, 42, 41 nhá, 41, 42, 43. Chân mình á, thì dài là 26.5 đến 26.6 cm, và chân mình bị bè hai bên nên thường sẽ mang dài size 43 là size 9 US á. Và như hồi nãy mình có nói á, là đôi màu xám này là size 43 thì mình mang, nó sẽ có một cái vấn đề xảy ra là bị dư mũi một phút khúc như đây. Đó, tới đây mang thì vừa, nhưng mà bị lỏng gót giống như đôi Xiaomi Lao 2. Tại vì ở phần dưới đây các bạn có thể thấy là chân của mình, cái gót chân của mình thì nó sẽ nằm ở đây, và tới đây nó sẽ hơi bị lỏng khúc này. Mang thì nếu mà chạy á, nếu mà để chạy bộ thì các bạn chân bè thì mình khuyên là các bạn không nên mang đôi giày này, nó sẽ dễ bị lỏng gót. Còn nếu mà mang size 42 á, đôi màu đen như thế này đây, thì nó sẽ bị bè hai bên, chật hai bên đây. Nếu mà mang đúng size, nếu mà mang size 42 á, thì mang ok, đi lại bình thường thì rất ổn. Nhưng nếu mà mang đi lâu á, thì khá là khó chịu. Và đôi giày này thì mình nghĩ nên chỉ dành cho mấy bạn mà chân thon mà thôi. Chân thon mang mới đẹp, chứ chân bè là bè ra hai bên. Để mình cho các bạn xem cái chân mình mang lên nó như thế nào ha. Đây, do mình quay video chỉ quay một mình mà thôi nên setup nó hơi bị khó. Thì không biết các bạn có thể thấy không, hay đây, đôi màu xám là đôi 43 nha. Mình mang nhưng mà cái phần vải này nó rất là sát luôn, nên các ngón chân khi mình để như vậy thôi là u hằng lên mấy ngón chân luôn nè, ngón cái nè, ngón trỏ nè, ngón giữa nè, ngón dành với ngón út nằm đây. Thì khi mình đi thì nó in hằng lên như vậy luôn nè, không biết là các bạn có thể thấy không nữa. Màu xám thì hơi các bạn hơi khó thấy, để mình dãnh dò lên cho bạn xem. Đó, nó sẽ như thế này. Và thêm một cái nữa là đây, phần bên hông, phần máng trong của bên hông á, thì như hồi nãy mình nói khúc này nè, rất dễ bị lật do chân mình bè ra hai bên. Các bạn có thể thấy là đôi dài, các bạn nhìn vậy đi cho nó dễ nè, nó thon từ đây lên đây, nhưng mà khi mình mang á, chân bị bè, nó sẽ bè ra ngoài đây,
bè ra ngoài rất là nhiều luôn. Bè ra ngoài thì dễ, mình nghĩ là dễ bị lật ở ngay khúc này. Và đây là chân trái của mình khi mang đôi giày size 42 ha. Chân trái của mình thì nhỏ hơn chân phải của mình tương đối, nên mang đôi này thì ok, nhưng mà nó nếu mà mang lâu thì như mình nói là rất là bí và hầm, tại vì nó bị chật. Cái mũi thì sát đây rồi. Các bạn có thể thấy là nó bị bè ra một bên rồi đó. Cái gót chân thì ok, không vấn đề, tại vì mang nhỏ hơn một size nên nó không bị thọt, nhưng mà ở bên này nó cũng bị bè ra ngoài đó. Thì đôi giày này chỉ dành cho các bạn mà chân thon mà thôi, chân thon và đẹp, chứ chân bè như mình á thì mình khuyên là không nên mang đôi này, mà hãy lựa chọn qua các dòng giày khác của Xiaomi. Các bạn có thể xem các clip của mình ở trên kênh YouTube của mình á. Mình làm rất là nhiều giày của Xiaomi, mình bán rất là nhiều luôn rồi. Và mỗi đôi mình có đều nói về ưu nhược điểm của từng đôi hết. Đôi màu xanh này mình không mang á, tại vì nó size 41 thì chắc chắn là mình mang không vừa rồi, mình không mang được. À nãy mình vừa nói cái đôi 41 này thì cái đế dưới của nó màu đỏ nhìn rất là đẹp ha. Sợi dây cũng màu đỏ luôn, khác hoàn toàn với lại đôi màu đen và đôi màu xám ha. Nhìn nó nổi bật hơn rất là nhiều. Rồi nếu các bạn nào muốn mua giày của mình á thì đây, số điện thoại của mình đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển ở bên dưới nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.